chốt danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng thành viên là 1.003 người. Trong đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt làm trưởng đoàn. Ngày 17 tháng 4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phê duyệt và chính thức ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia. Theo đó, danh sách Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 1.003 thành viên. Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt sẽ làm trưởng đoàn. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, và ông Ngô Ích Quân, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 2. Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 700 vận động viên, 38 lãnh đội, 190 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, 64 bác sĩ và cán bộ đoàn. Tại kỳ SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 100-120 huy chương vàng, phấn đấu nằm trong top 3. Thể thao Việt Nam đăng ký thi đấu ở các môn điền kinh, thể thao dưới nước, bơi, nhảy cầu, lặn, cử tạ, thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, breaking, khiêu vũ thể thao, xe đạp, karate, judo, taekwondo, wushu, pencak-silat, đấu kiếm. Nhóm võ thuật, jiu-jitsu, kickboxing, anis, võ gậy, cung Khmer, Govinam, vật, boxing, cung Botaco, môn thể thao hiện đại, triathlon, duathlon, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bãi biển, trong nhà, bóng rổ, 5x5, 3x3, gôn, quần vợt, cầu mây, bi sắt, bia snooker, sailing, cờ, cờ tướng, cờ ao cha trang, thể thao điện tử, e-sport. Cũng theo như danh sách của đoàn, các đội tuyển thể thao quốc gia đăng ký như sau: điền kinh 55 tuyển thủ, thể thao dưới nước gồm bơi 21 tuyển thủ, nhảy cầu 5 tuyển thủ, lặn 21 tuyển thủ, cử tạ 12 tuyển thủ, thể dục gồm thể dục dụng cụ 6 tuyển thủ, aerobic 8 tuyển thủ, xe đạp 18 tuyển thủ, karate 20 tuyển thủ, judo 20 tuyển thủ, taekwondo 21 tuyển thủ, wushu 14 tuyển thủ, bóng bàn 10 tuyển thủ, cầu lông 14 tuyển thủ, bóng chuyền gồm bóng chuyền bãi biển nam 4 tuyển thủ, bóng chuyền bãi biển nữ 4 tuyển thủ, bóng chuyền trong nhà nam 14 tuyển thủ, bóng chuyền trong nhà nữ 14 tuyển thủ. Hiện tại, các đội bóng đá nam U22 và bóng đá nữ Việt Nam chưa chốt danh sách chính thức dự SEA Games 32 nên chưa có tên trong thành viên Đoàn thể thao Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.